Chào mừng các bạn đang có mặt tại kênh Thiền Hiên Dương. Nếu yêu thích những video của mình, các bạn hãy bấm đăng ký Thiền Hiên Dương và nhấn nút mở chuông để nhận được những video mới nhất của mình bạn nhé. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách thức trị liệu không dùng thuốc để vượt qua hiện tượng mất ngủ. Trước hết, chúng ta cần hiểu nguyên nhân của bệnh mất ngủ. Một hiện tượng đáng phải suy ngẫm trong những năm gần đây, đó là tại khoa thần kinh của nhiều viện trên thế giới và ngay tại Việt Nam đang tiếp nhận tỷ lệ bệnh nhân stress căng thẳng tăng lên rất cao. Trên toàn thế giới, triệu chứng trầm cảm đã lan rộng. Những đất nước càng phát triển thì số người tự vẫn càng cao. Điều gì đang diễn ra đối với thế giới nội tâm của chúng ta vậy? Hiên Dương nêu ra các hiện tượng này bởi nó liên hệ mật thiết tới bệnh mất ngủ đang xuất hiện ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện ở những bạn trẻ dưới 20 tuổi. Stress căng thẳng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới mất ngủ, và stress chăn trở từ đâu? Đó có thể là một chấn thương tâm lý chưa được xử lý. Tâm trí bị quá tải khi chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Cũng có thể đến từ một bệnh lý nào đó khiến bạn bị stress và lo lắng. Tất cả những điều này đều đưa lại hiện tượng mất ngủ và có thể kéo dài triền miên nhiều năm. Ở góc độ khám phá sâu hơn những nguyên nhân cốt lõi, Hiên Dương thấy rằng triệu chứng mất ngủ là biểu hiện phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này chính là những khối tắc nghẽn tại cơ thể năng lượng, hay còn gọi là thể khí của bạn. Hơi thở, sinh khí chính là thứ đang điều hòa mọi hoạt động sự sống nơi cơ thể của bạn. Khi bạn có triệu chứng của bệnh lý, nghĩa là bạn đã xuất hiện những khối tắc nghẽn từ cơ thể năng lượng rất lâu, dẫn tới hiện tượng triền miên mất ngủ. Những hỗ trợ từ thuốc hay trị liệu trên phần thân thể chỉ khắc phục một thời gian và khả năng tái phát bệnh rất cao nếu bạn không tái tạo và phục hồi cơ thể năng lượng, tức là dòng khí trên cơ thể của bạn. Trong video ngắn này, mình sẽ gợi ý một số điều lưu ý và bài tập giúp bạn phục hồi tăng cường sức khỏe từ nội lực của chính bạn, giúp bạn chữa tận gốc rễ bệnh mất ngủ. Trước hết, bạn nên hiểu rằng thân và tâm luôn tác động song song lên nhau. Vì vậy, để quá trình chữa bệnh hiệu quả, ta nên tác động cả phần thân và cả phần tâm của mình. Nếu thân thể của bạn có một bệnh lý tại cơ xương hay nội tạng, bạn vẫn nên tăng cường hồi phục thêm bằng thực phẩm chức năng hoặc những thực phẩm sạch đủ dưỡng chất, duy trì ngủ sớm trước 23 giờ đêm để khả năng các cơ quan nội tạng được thải độc và phục hồi, ăn tối trước 20 giờ và ăn thực vật buổi tối sẽ là tốt nhất. Thời gian trước ngủ là giai đoạn vàng của tiềm thức đang mở, nên chúng ta không nên làm việc quá sức đến sát giờ ngủ. Nên có một thời gian thả lỏng trước ngủ từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, không làm việc hoặc hoạt động não quá nhiều. Nếu bạn có thể duy trì được một hoạt động yoga trước ngủ cũng rất tốt. Các hoạt động mà Hiên Dương đang hướng dẫn là chủ yếu tác động lên phần thân của bạn, nhưng cũng vô cùng cần thiết. Ngoài ra, chúng ta cần một hoạt động quan trọng hơn mang tính chất quyết định, tác động lên phần tâm của bạn, đó chính là thiền, phục hồi thể khí và năng lượng điều hòa bên trong bạn. Suốt một ngày, bạn tích lũy rất nhiều cảm xúc hỗn tạp với nhiều mối quan hệ và công việc căng thẳng. Trước ngủ, bạn thường chăn trở với mớ bòng bong những mệt mỏi, suy nghĩ. Đó là một sự lãng phí và đốt cháy rất nhiều năng lượng tích cực ở trong bạn. Vì vậy, giai đoạn vàng trước ngủ, chúng ta có thể nằm thiền để tái tạo năng lượng, tưới nước cho những hạt giống sức khỏe và hạnh phúc bên trong bạn.
tiềm thức của bạn sẽ đón nhận những điều tích cực và mang đến cho bạn sự bình an, nâng cấp chất lượng giấc ngủ của bạn. Khi bạn thực hiện đúng và đủ lượng thì sự biến đổi về chất sẽ xảy ra. Bạn sẽ hoàn toàn khắc phục được hiện tượng mất ngủ và giấc ngủ của bạn cũng là giấc ngủ sâu và rất chất lượng. Bạn có thể tham khảo các bài dẫn thiền trước ngủ của mình tại kênh Thiền Hiên Dương. Bạn vào kênh Thiền Hiên Dương, vào mục danh sách phát, tìm các bài dẫn như bài Thiền Nằm, Thiền Trước Khi Đi Ngủ, Thiền Chữa Bệnh, Thiền Buông Thư, Thiền Nằm Chữa Bệnh. Rất nhiều các bài thiền khác nhau. Mình tin rằng bạn sẽ thấy hiệu quả khi ứng dụng những bài dẫn này. Chúc bạn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Đừng quên bấm đăng ký kênh Thiền Hiên Dương và nhấn nút mở chuông để nhận được những video mới nhất của mình bạn nhé. Biết ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.